Câu số 31. Ok, Mai Anh Phúc. Chuyên Hạ Long lần 1 năm 2018 cho dãy các chất sau. Số chất trong dãy bị thủy phân trong dung dịch kiềm khi đun nóng là. Số chất trong dãy bị thủy phân trong dung dịch kiềm khi đun nóng là. Thế thì ở đây mình lưu ý này, để bị thủy phân trong dung dịch kiềm khi đun nóng thì đầu tiên là bọn ete, etin acetat là bị thủy phân này, một cháu này. Triolein là cháu thứ hai này. Tơ-láp-san có liên kết NHCO là ba này. Saccharose không, thằng sac này chỉ bị thủy phân trong môi trường axit thôi. Cellulose không, chỉ bị thủy phân trong môi trường axit thôi. Đấy chưa? Fructose không, tại vì nó là mono saccharide, đúng chưa? Vậy mình có này, một etin acetat, hai triolein, ba tơ-láp-san, được chưa? Ba cháu đáp án đúng đáp án B. Tiếp câu số 32 ở trong đề thi của Ninh Bình năm 2018, sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại nào sau đây? Thì sắt tây là hợp kim của sắt tráng thiếc Fe và Sn. Đáp án đúng đáp án A. Câu 33 là một câu cực kỳ hay này. Cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch etinacetat. Etinacetat là CH3COO C2H5. Đây là etinacetat. Sau đó thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH vào. Thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH vào. Được chưa? Được chưa? Nó bị lỗi liên kết á. Thế thì cháu inbox cho chú Bình nhá. Ok. Nào mình có này, CH3COCH5 cộng NaOH, được chưa? Hiện tượng 1, khi mình cho này chưa đun nóng gì cả thì chất lỏng tách thành hai lớp bằng nhau. Chất lỏng tách thành hai lớp bằng nhau. Chất lỏng bị tách thành hai lớp. Được chưa? Lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút quan sát hiện tượng. Đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút thì phản ứng mới xảy ra. Và đây là phản ứng thủy phân hoàn toàn để tạo thành CH3COONa cộng với C2H5OH. Được chưa? Vậy lúc này thì CH3COONa tan trong dung dịch. Vậy đầu tiên là chất lỏng tách thành hai lớp, rồi sau đó chất lỏng đồng nhất. Chất lỏng đồng nhất. Ok. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được chưa? Câu 34. Câu 34. Dẫn 6,72 lít. À chào Mai Thanh Phúc. Thanh Phúc ở trong nhóm live VIP của chú Minh à? Thanh Phúc ở trong nhóm live VIP của chú Minh thì một số cái link cũ ở bên trong nick Facebook cũ của chú Minh thì nick đấy bị mất rồi, chú Minh vẫn đang tìm cách lấy lại nên một số link cũ thì vẫn không xem được nhá. Hôm nào chú lấy lại thì con mới kích vào xem được. Được chưa? Nào câu 34. Câu 21 đề Trung học phổ thông chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Dẫn 6,72 lít khí CO. CO. Số mol 6,72 chia 2,4 bằng 0,3. Đi qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và MgO. Tỷ lệ là 1 chia 1, thằng này là 1 thì thằng này là 1. Được chưa? Nung nóng thu được hỗn hợp khí có tỷ khối hơi so với heli bằng 10,2. Vậy hỗn hợp khí có tỷ khối hơi so với heli là 10,2 này chắc chắn là thu được CO và CO2. Heli là 4, đúng không? Heli là 4, vậy 10,2 thì nó là bằng 10,2 nhân 4. 10,2 nhân với 4 thì bằng 40,8. 40,8. Vậy này bằng 28 và anh này bằng 44. 28 rồi, 40,8 trừ đi 28. 40,8 trừ đi 28 thì bằng 12,8. 12,8. 44 trừ đi 40,8. 44 trừ đi 40,8 thì bằng 3,2. 3,2. 3,2 mà chia cho 12,8. Chia cho 12,8 thì bằng 0,25. 0,25 chính bằng 1 chia 4. 1 phần 4. Được chưa? Vậy nếu mình đặt số mol CO của mình là amon thì số mol CO2 là 4 amon. Nếu mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon ta có số mol CO là 0,3 thì bằng CO trong carbon trong CO dư là A cộng với carbon trong CO2 là 4A. Vậy đến đây ta tìm được A bằng. Được chưa? Đến đây tìm được A bằng là A cộng 4A là 5A, 0,3 chia cho 5 bằng 0,06 mol. 0,06 mol. A bằng 0,06 mol. Với A bằng 0,06 mol thì hoàn toàn tới đây mình có số mol CO2 bằng 0,3
24. Và thằng này bằng 0,06. Vậy số mol CO2 tạo thành là 0,24 mol. Được chưa? À, các phản ứng xảy ra hoàn toàn CO dư. Mà các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vì vậy nên điều này chứng tỏ rằng là Fe2O3 và MgO hết. Được chưa? Vậy đặt thằng này là X thì thằng này là X. Được chưa? Vậy mình có này, mình có này, số mol oxy trong oxit phản ứng. Số mol oxy trong oxit phản ứng chính bằng số mol CO2 sản phẩm. Mà số mol oxy trong oxit phản ứng là 3X này. 3X này cộng với trong MgO là X này. Thì bằng này, số mol CO2 0,24. Và đến đây chúng ta tìm được X bằng 0,24 chia cho 4 bằng 0,06. X bằng 0,06. Anh này bằng 0,06. Cảm ơn tất cả các cháu đã share video live stream lại về tường và tag các bạn các cháu vào trong video live stream này nha. Thank you tất cả các cháu. Vậy mình có này, chất rắn. Đề bài hỏi giá trị của M. Đây, M gam hỗn hợp. Đây, Fe2O3 và MgO. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm ra được khối lượng của Fe2O3 bằng 0,06 nhân 160. Các cháu nhớ phải thuộc luôn phần tử khối nhá. Cộng với lại 0,06 nhân với lại MgO là 24 cộng 16 là 40 bằng 12 gam. 12 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 12 gam. Mình sang câu số 35. Câu ở trong đề chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Để sản xuất 120ml 120kg thủy tinh hữu cơ plexiglass cần ít nhất bao nhiêu kg acid methacrylic đây. Acid methacrylic đây. C nối đôi C gạch C gạch C O O H cộng với ancol metilic là CH3OH. Thằng này viết đây CH2 này, H3 này. Đúng chưa? Mũi tên hai chiều thì tạo thành metin methacrylat. Metin methacrylat CH2 nối đôi C CH3 COO CH3 cộng nước nữa nhé, cộng nước nữa. Và đây phải là mũi tên hai chiều. Và anh này mang đi trùng ngưng thì thu được plexiglass. Được chưa? Sorry, mang đi trùng hợp. Thế ở đây này, chú ý này, hiệu suất của quá trình ST hóa là 80% và quá trình trùng hợp là 96%. Sau khi thu được anh này, lại mang đi trùng hợp tiếp để thu được đây CH2 C CH3 COO CH3. Đây. N là. Được chưa? Thế thì cái hiệu suất của thằng này là 96% là 0,96 này. Hiệu suất phản ứng ST hóa là 80% là 0,8 này. Được chưa? Vậy là một phát, nếu là sự một phát từ đây ra đây thì nó sẽ là tích hiệu suất là 0,8 nhân với lại 0,96. 0,8 nhân 0,96. 0,8 nhân 0,96 bằng 0,768. 0,768. 120kg thủy tinh hữu cơ. 120kg thủy tinh hữu cơ ta tìm được số mol luôn. Là 120 chia cho mở ngoặc đơn. Anh này là 1234 C4 đúng không? 5 C5 12 nhân 5 cộng với H2 cộng với 3 là H5, H5 cộng với lại 3 là H8 cộng 8 cộng với 32 bằng. Ô sao số mol lẻ đấy nhỉ? Để chúng mình tính lại nhé. Thằng ST này sẽ công thức là C1 2 3 4 5 C5 H8O2 đúng rồi. 120kg thủy tinh hữu cơ. Vậy là 12 nhân 5 cộng 8 cộng 32 bằng 120 chia N bằng 1,2. Vừa nãy chúng mình tính nhầm. 1,2 mol. 1,2 mol. Được chưa? 1,2 mol. Thế thì phải cần bao nhiêu kg acid methacrylic và ancol metilic? Đây, ancol metilic. Đây, ngược lại. Mình có 1,2 nhân 1 chia 1. Thế là bằng 1,2 này. Thuận nhân nghịch chia. Chia cho hiệu suất 0,768 là ra số mol ancol metilic nha. 1,2 chia cho 0,768 bằng nhân 32 bằng 50. 50kg. 50kg ancol metilic toàn thằng này, toàn thằng này. Giờ xem bao nhiêu kg acid methacrylic. 1,2 nhân 1 chia 1. 1,2 thuận nhân nghịch chia chia 0,768. Đấy, 1,2 chia 0,768 nhân với phân tử khối. Anh này 1 2 3 4 C4 12 nhân 4 H6 cộng 6 cộng 32 bằng 134,5
135, 134,375. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 35 đáp án đúng chúng ta đáp án C cả nhà nhá. Đáp án C. Mình sang câu tiếp theo, câu số 36. Câu tiếp theo, câu số 36. Câu 10 trong đề Ninh Bình năm 2018. Hỗn hợp X gồm axit acetic, axit acetic CH3COOH và metin format HCOOCH3. Tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1 x 0,3 0,03 bằng 0,03. Chú ý là tác dụng vừa đủ, mình lưu ý anh này là acid đúng không? Thì tác dụng 1 NaOH. Anh này nghe te đơn chức cũng tác dụng 1 NaOH. Mặt khác hai này thì đều có chung công thức phân tử là C2H4O2. Đúng chưa? Vậy số mol NaOH chính bằng số mol của hai này là bằng 0,03, mà cũng chính là công thức phân tử của C2H4O2. Vậy mình tìm được khối lượng luôn, 0,03 nhân 60 bằng 1,8 gam. Chào Mạnh Tiến nha, 1,8 gam. Đáp án đúng đáp án D. Đấy, chúng ta đang chữa câu mức độ nhận biết thông hiểu nhá. Mức độ nhận biết thông hiểu là những cái câu mức độ từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điểm đấy. Các cháu chú ý theo dõi kỹ để mình cũng có thể giỏi hơn. Chứ năm nay 2K2 toang lắm. Xe vì chống lại corona nè. Câu 37, hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư NaOH vào BaHCO3 2 lần. Mình phải lưu ý NaOH cung cấp cho mình ion OH trừ. Trong BaHCO3 2 lần có thằng HCO3 trừ. Vậy đầu tiên OH trừ cộng HCO3 trừ để tạo thành CO3 2 trừ cộng nước. Sau đó CO3 2 trừ mới tác dụng tiếp với Ba2 cộng để tạo thành kết tủa BaCO3. Vậy ở đây mình có kết tủa BaCO3. Được chưa? Vậy hiện tượng là có kết tủa màu trắng xuất hiện và không tan trong NaOH dư. BaCO3 không bao giờ tan trong NaOH dư cả. Đáp án đúng mình là đáp án B, bỏ. Câu 38 để chuyên Hạ Long. Chuyên Hạ Long này, khi cho ancan X trong phân tử có phần trăm khối lượng hydro, lưu ý ancan. Ancan thì công thức tổng quát của nó là CnH2n cộng 2. Bạn nào mà chưa có cuốn sách này thì phải đăng ký ngay với chị Thanh Dịu nha. Phần trăm khối lượng hydro là 16,28. Vậy mình có này, phần trăm khối lượng hydro là 2n cộng 2, 2n cộng 2 phần. Phần bao nhiêu? 14n cộng 2. 14n cộng 2 thì bằng 16,28 là 0,1628. Đến đây chúng ta sẽ tìm được n. Được chưa? Đến đây chúng ta tìm được n. Chào Mạnh Tiến nha. Thế đây chúng ta có này, 2n cộng 2. Vậy suy ra mình có 2n cộng 2 thì bằng 14 nhân 0,1628 bằng 2,2792. 2,2792 cộng với 2 nhân với 0,1628 bằng 0,3256. Đây là n. Được chưa? Thế thì hoàn toàn mình có là 0,2792n sẽ bằng 2 trừ đi 2 trừ n bằng 1,6744. Và đến đây ta tìm được n, chia cho 0,2792 bằng 5,99. 5,99, vậy nó chính suy ra n bằng 6. N bằng 6. Ok. N bằng 6 nha. N bằng 6, vậy suy ra thằng ancan này chúng ta sẽ có công thức là C6H14. N bằng 6, suy ra ancan của chúng ta sẽ có công thức là C6H14. Ancan ta sẽ có công thức là C6H14. C6H14. Ok. C6H14 bây giờ tác dụng với clo theo tỷ lệ mol 1:1. Cái này kiến thức là 11 các cháu quên hết rồi. Chỉ thu được hai dẫn suất, hai dẫn suất là đồng phân. Bây giờ mình viết hết tất cả các đồng phân của C6 ra. Neopentan, neopentan thì không phải là C6. Đúng không? Neopentan không phải là C6. Đây neopentan này là C7 rồi. Đúng không? Đây, neopentan 1 2 đó, đúng là vẫn là C6, đúng không? Tỷ lệ mol 1:1 nhá thì một sản phẩm. 2 3 3 sản phẩm không? Vứt không phải neopentan. 2 metin pentan. 2 3 metin pentan, đây là pentan đây. 2 metin pentan. Đúng không? 1 2 3 4 thu được 4. Vẫn toang nốt. Pentan. Pentan. Pentan không C6 cơ mà. Vậy chỉ có thể là 2,3 dimetin butan. 2,3 dimetin butan công thức đây. Đây, 2,3 dimetin butan.
Hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau tác dụng với khí clo ancan X phần trăm khối lượng hydro. Hai dẫn xuất monoclo đồng phân nhau. Đấy, thì có phải là clo đính vào đây hay đính vào đây đều là đồng phân số 1 1 1, đây là 2 2, đúng là chỉ thu được 2 thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 39. Câu tiếp theo câu số 39. Đề chuyên Hạ Long lần 1 năm 2018. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 100 ml. Đây. 100 ml dung dịch chứa CO3 2 trừ. Số mol là 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. NaHCO3 là HCO3 trừ 0,2 nhân 0,1 cũng bằng 0,02. Vào 30 ml dung dịch HCl, số mol bằng 1 nhân với lại 0,03. 0,03. Được chưa? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì tìm được số mol CO2 là bao nhiêu? Thì chúng ta cần lưu ý này, mình phải đặt phương pháp giải bài tập này, mình phải đặt số mol CO3 2 trừ là A, số mol HCO3 trừ là B. Được chưa? Thì mình có cái phương trình đầu tiên là A chia B bằng 0,02 chia 0,02. Đây là phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai là mình có này, CO3 2 trừ ăn 2H cộng, CO3 2 trừ ăn 2H cộng để tạo thành CO2 cộng nước trào nguyên an nhá. Đúng chưa? Anh này A thì anh này phản ứng là 2A. Tiếp tục là HCO3 trừ ăn H cộng để tạo thành CO2 cộng với H2O. Anh này là B thì anh này cũng là B nhá. Vậy suy ra số mol H cộng phản ứng là 2A cộng B. 2A cộng B bằng 0,03. 2A cộng B bằng 0,03. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta giải được hệ mình có 1, 2 này, 0,02. Ở đây là A bằng B. 1 bằng trừ 1 bằng 0 bằng, đúng chưa? 2 bằng 1 bằng 0,03 bằng A bằng 0,01 và B cũng bằng 0,01. Vậy số mol CO3 2 trừ phản ứng đây 0,01 và B này cũng bằng 0,01. Được chưa? Vậy suy ra số mol CO2 này, đây là A thì thằng này là 0,01, đây là B thì nó là 0,01. Vậy mình có tổng số mol CO2 sinh ra là 0,01 cộng 0,01 thì bằng 0,02. 0,02 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 0,02 nha. Câu số 40. Để phân biệt ba dung dịch, để phân biệt ba dung dịch glycine, acid acetic, etinamin chỉ cần dùng một thuốc thử là thuốc thử nào? Glycine H2NCH2COOH. Đúng chưa? Acid acetic CH3COOH, etinamin C2H5NH2. Đấy chưa? Chỉ cần dùng một thuốc thử. Vậy ở đây chúng ta ưu tiên sử dụng anh quỳ tím. Quỳ tím vào glycine không hiện tượng. Quỳ tím vào CH3COH, quỳ tím chuyển thành màu đỏ. CH5NH2 chuyển thành màu xanh. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Ố, Lê Quỳnh inbox cho thầy hỏi cách học on á. Thầy chẳng nhìn thấy inbox của Lê Quỳnh gì cả. Lê Quỳnh inbox lại cho thầy nhá. Inbox vào nick cá nhân ý, Minh Mielin ý. Được chưa? Hoặc inbox cho chị Thanh Dịu nhá. Câu số 15. Câu số 10. Câu số 41. Hòa tan 8,4. Hòa tan 8,4 gam sắt. Mình có số mol sắt 8,4. Số mol sắt này 8,4 chia 56 bằng 0,15. 0,15 vào hỗn hợp dung dịch gồm số mol HCl bằng 0,2 nhân 0,5 bằng 0,1. H2SO4 bằng 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Thu được muối bao nhiêu gam muối khan? Thế đầu tiên mình xem đã, sắt mà tác dụng với HCl đấy và tác dụng H4 thì tỷ lệ phản ứng như thế nào? Và những thằng nào dư? Xem thằng nào dư thằng nào hết, bởi vì đề như vậy như này là rất là khó chịu đúng không? Thế ở đây mình có này, bản chất của mình là sắt tác dụng H cộng đúng không? Bản chất của mình là sắt tác dụng H cộng, Fe ăn 2H cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại H2. Mình có số mol sắt là 0,15, số mol H cộng là 0,1 cộng 0,05 nhân 2 bằng 0,2. 0,2 chia 2 bằng 0,1. 0,15. Vậy mình nhìn này mình biết là sắt dư, đúng chưa? Và H cộng hết. Vậy đây mình có dòng phản ứng. Phản ứng đây là 0,2. Phản ứng đây 0,2 thì anh này là bằng 0,1. Vậy sắt dư
là 0,05. Được chưa? Sắt dư là 0,05. Vậy muối của chúng ta tồn tại, muối chúng ta tồn tại Fe2 cộng phản ứng, đúng không? Phản ứng là 0,1. Được chưa? Có Cl trừ cũng là 0,1 và SO42 trừ 0,05. Được chưa? Vậy ở đây mình có khối lượng muối chúng ta bằng 0,1 nhân 56 cộng 0,1 nhân 35,5 cộng 0,05 nhân 96 bằng 13,95. 13,95. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Chứ đừng đứa nào đi cộng nhé, đừng đứa nào đi cộng lấy khối lượng sắt cộng với khối lượng Cl trừ cộng khối lượng S4 là toang. Về bài hỏi là cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan chứ không phải là thu được bao nhiêu gam chất rắn. Nhớ chưa? Ok, chào Nguyễn Xuân Chiến nha. Hiểu chưa nhỉ? Mình sang câu tiếp theo. Câu số 42. Chú Minh đã và đang chữa những cái đề thi trong khóa luyện đề cực kỳ chất cho các cháu. Dã man lắm. Mà mỗi đề này chúng mình đều giải full 40 câu luôn, cho kể cả từ mất gốc cho đến lấy 90 điểm đều học được hết. Mình sang câu tiếp, câu số 42. Chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019, lên men 54g glucose, C6H12O6. 54g mình tìm được số mol là 54 chia 180 bằng 0,3 mol. Với hiệu suất phản ứng lên men đạt A phần trăm cho mấy khắm. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra, vậy thu được 2 lần CO2. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào 30g dung dịch NaOH. Đây, thu được dung dịch. Câu này lỗi đề rồi. Câu này lỗi đề bởi vì là thiếu lít các em ạ. Chào Quỳnh, Quỳnh inbox lại. Ok, tí nữa chúng mình check. Câu 42 này thiếu đề nhá. Thiếu đề bỏ đi nhá. Mình sang câu tiếp, câu số 43. Để chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019 cho 4,52 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH. Tác dụng với NaOH thì thấy thoát ra 896ml khí. Tác dụng với natri, thì khí chúng ta chắc chắn là khí hydro. Số mol bằng 0,896 chia 2,4 thì bằng 0,04 và hỗn hợp m gam chất rắn. Vậy ở đây chúng ta sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng. Phương pháp tăng giảm khối lượng chuẩn hơn. Khi ta sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng thì ta có mình có m chất rắn chính bằng m hỗn hợp ban đầu là 4,52, đúng chưa, cộng m vào là natri. Tác dụng vừa đủ thì mình có là số mol natri phản ứng của mình thì bằng bao nhiêu, 0,04 nhân 2 bằng 0,08 cộng với lại 0,08 nhân 23 trừ đi lượng khí bay đi là H2 bay đi, đúng không, là 0,04 nhân 2. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng luôn. 4,52 cộng với 0,08 nhân 23 trừ đi 0,04 nhân 2 bằng 6,28 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Hello, chào Hùng Anh Nguyễn. Câu 44. Cho dãy các chất sau. Giật này khả năng cao chuyển lên YouTube thôi nhỉ. Cho dãy các chất sau. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là tưởng là mạng được sửa xong rồi chứ nhỉ. Cho dãy các chất sau, số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là CO2 tác dụng với NaOH loãng ở nhiệt độ thường. CO0, SiO2 không tác dụng NaOH loãng ở nhiệt độ thường. NH4, NaHCO3 có. NH4Cl có. Đúng không? Mình có này. CO2 phản ứng với NaOH loãng người ta viết được nhiều phương trình rồi. Nhưng thằng NaHCO3 bây giờ thấy viết phương trình. NaHCO3 cộng với NaOH thì tạo thành Na2CO3 cộng với H2O. NH4Cl cộng với lại NaOH thì tạo thành NH3 cộng với lại NaCl cộng với H2O. Vậy mình có 1, 2, 3. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu 45. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng
M gam CO này đi qua ống sứ đựng M gam hỗn hợp gồm Fe, FeXOI nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ, được chưa? Và 11,2 lít hỗn hợp khí, 0,5 lít hỗn hợp khí chắc chắn là CO và CO2, tỷ khối hơi so với khí hydro là 20,4, 20,4 mà nhân với lại 2, 20,4 mà nhân với 2 thì bằng 40,8. Anh này là bằng 28, anh này là bằng 44, được chưa? 40,8 mà trừ đi 28. 40,8 trừ đi 28 thì bằng 12,8. 12,8. 44 trừ đi 40,8. 44 trừ đi 40,8 thì bằng 3,2. 3,2. 3,2 mà chia cho 12,8 thì bằng 0,25, là bằng 1 chia 4. Được chưa? 1 chia 4. Vậy mình có, nếu đặt số mol CO là amon thì số mol CO2 là 4 amon. Vậy hoàn toàn mình có A cộng 4A. A cộng 4A. A cộng với 4A thì bằng 0,5. Suy ra A bằng 0,1. Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M gam hỗn hợp ban đầu. Đúng chưa? Vậy mình có này, số mol CO bằng 0,1 và số mol CO2 bằng 0,4. Mình áp dụng công thức giải nhanh. Mình có M chất rắn ban đầu, M chất rắn ban đầu bằng M chất rắn sau 64 cộng với 16 nhân với lại số mol CO2 0,4. 64 cộng với 16 nhân 0,4 thì bằng 70,4 gam. 70,4 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 70,4. Câu 46. Số nguyên tử hydro có trong phân tử vinyl acetate là, mình có này, số hydro vinyl acetate là CH3COOCH nối đôi CH2. Vậy mình có số nguyên tử hydro là 3 cộng 1 là 4 cộng 2 là 6. Đúng chứ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 47. Chất nào sau đây có tới 40% trong mật ong? 40% trong mật ong thì nó là chiếm hàm lượng lớn trong mật ong. Vậy thì chắc chắn 100% nó là fructose. Câu 48. Hỗn hợp X gồm methylformate. Methylformate HCOO CH3 glucose C6H12O6. Fructose cũng C6H12O6. Đúng chưa? Đốt cháy hoàn toàn M gam X thì cần vừa đủ oxy. Số mol oxy là 5,824 chia 2,4 bằng 0,26 mol. Được chưa? Xác định giá trị của M. Thế chúng ta lưu ý này, cái anh này thì cũng công thức nó là C2H4O2. Đúng chưa? Thì cả hai bọn này thì đều có thể tóm gọn lại dưới dạng một công thức duy nhất. Đó là gì? Cả hai bọn này thì đều có thể quy đổi được về là carbon. Carbon và H2O. Được chưa? Bọn này tác dụng với oxy 0,26 vừa đủ thì thu được CO2 với H2O. Đúng chưa? Đây mình có bảo toàn oxy ra đây, 0,26. Chưa hết. Tất cả bọn này thì đều chung là đều có, đây anh này là C2O2 thì đều là CH2O, anh này là CH2O thì phải là một carbon và một nước, đúng không? Đấy, một carbon và một nước, vậy tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ 1:1, vậy anh này là 1 thì anh này là 1. Tương tự 0,26 thì đây là 0,26. Suy ra số mol carbon là 0,26, số mol nước là 0,26. Đến đây mình tìm được khối lượng luôn. 0,26 nhân 12 cộng 0,26 nhân 18 bằng 7,8 gam. 7,8 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 7,8. Câu 49. Phát biểu nào dưới đây là không đúng? Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện, sai. Ăn mòn điện hóa mới phát sinh dòng điện, chứ ăn mòn hóa học thì không có chuyện phát sinh dòng điện, sai. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxy hóa khử, đúng. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử, đúng. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử, đúng. Vậy ở đây mình chỉ có là ăn mòn hóa học là phát sinh dòng điện là sai. Vậy sai chúng ta, không đúng chúng ta là A.
Câu 50. Câu 50, đề Trung học phổ thông chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019, phản ứng sau đây là sai. Mình có Fe cộng với clo để tạo thành FeCl3. Hoàn toàn chính xác, đúng không? Chrome cộng với lại HCl để tạo thành CrCl2 cộng H2, đúng chính xác. CO khử được Fe bao 4 để về Fe cộng CO2 cũng chính xác tiếp. Sai ở đây là Fe cộng H24 để tạo thành Fe2 4 3 lần cộng H2. Cái này là sai này. Sai hoàn toàn luôn này. Bởi vì nếu mà giả sử anh này đặc nóng thì phải sinh ra SO2. Đúng chưa? Còn nếu mà loãng thì phải sinh là sắt 2 cơ. Vậy sai là D. Câu số 51. Câu số 51. Đề Trung học phổ thông chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Đốt cháy hết 1 mol ancol đơn chức no mạch hở cần dùng 3 mol CO2. Thì ở đây mình có này, 1 mol ancol đơn chức no mạch hở. Công thức tổng quát CnH2n cộng 2O. Đúng chưa? Cần dùng 3 mol oxy O2 để tạo thành NCO2 cộng với N cộng 1 H2O. Oxy này, 2N cộng với N là 3N cộng 1 trừ 1, vậy là đây là 3N. 3N cộng 1 đúng không? Trừ đi 1 rồi 3N chia 2. Anh này là 1, anh này là 3. Vậy mình nhân chéo nhá. Mình sẽ có là 3N phần 2. 3N phần 2 thì bằng 3. Được chưa? Vậy suy ra mình tìm được N bằng 6 chia 3 bằng 2. N bằng 2. Vậy suy ra công thức ancol nữa là C2H6O. C2H6O. Đấy, C2H6O thì có phải tách nước chỉ tạo thành một anken duy nhất không? Thằng này tách nước thì đúng là chỉ tạo một anken duy nhất là C2H4. Đúng, chính xác. Có hai đồng phân không cùng chức khác, chính xác. Anh này có một thằng là C2H5OH và một thằng là CH3O CH3, chính xác. Có nhiệt độ sôi cao hơn ancol metilic, chính xác. Là ancol bậc 1 cũng chính xác luôn. Ơ, thế sao lại đâu? Ancol bậc 1 đúng, OH đính vào carbon bậc 1. Được chưa? Ancol đơn chức no, có nhiệt độ sôi cao hơn ancol metilic, đúng. Sôi và hóa hơi bởi vì phân có hai đồng phân không cùng chức khác. À, hai đồng phân không cùng chức khác là sai, chỉ có một đồng phân không cùng chức khác thôi. Đúng chưa? Vậy là sai là B. Đấy. Mình phải đọc kỹ lại thì mới biết được. Nhá. Mình sang câu tiếp, câu số 52. Cho các dung dịch sau đây có cùng đồng độ, dung dịch có pH lớn nhất, dung dịch đã là cùng đồng độ nhá, thì thằng nào sinh ra OH trừ nhiều nhất thì thằng đấy có pH lớn nhất. Trong này thì chỉ có một thằng có lượng sinh ra OH trừ nhiều nhất thôi. Dĩ nhiên đó là BaOH hai lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 53. Đều có phản ứng với tất cả bọn này thì đều phản ứng với bọn nào? Anilin thì có nhóm chức NH2. NH2 thì ưu tiên tác dụng với axit đúng không? Phenol thì lại không tác dụng với axit. Vì vậy nên mình nhìn này, thằng này thằng bazơ. Thằng này thằng axit. Thế thì thằng này tác dụng được với HCl nhưng phenol thì không. Toang. Cả hai thằng này đều không tác dụng được với NaCl. Toang. Thằng anilin thì không tác dụng được với NaOH. Toang. Vậy tác dụng được với cả hai này thì chỉ có brom. Brom thì tạo kết tủa màu trắng với cả anilin và phenol nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 54. STX có công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn điều kiện sau. Đây, STX C4H8O2 nhá, chú ý nhá. Nó là C4H8O2. Đây, C4H8O2, thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân. Hello, chào Mai Thanh Phúc lát rồi à? Ừ thôi mình cố gắng mình giải thêm một chút nữa nhá. Mình cố gắng mình giải đến câu số 60 nhá, được chưa? Xong rồi là buổi sau thầy sẽ like trên YouTube, buổi sau thầy sẽ like trên YouTube. Vào nước, được chưa? Đây, Nguyễn Thị Thanh Hương vẫn kêu là nét căng đây này. C4H8O2 này, vào nước này. Đây là thủy phân trong môi trường axit, được chưa? Tiếp tục này, thằng Y1 oxy hóa. Thế thì mình suy ra này, không có carbon mà Y1 biến thành Y2. Vậy suy ra Y1 và Y2 có số nguyên tử carbon bằng nhau. Y1 và Y2, Y1 và Y2 carbon bằng nhau. Thế mà C4H8 mà thủy phân ra mà carbon bằng nhau, vậy nó chỉ có thể là CH3COO C2H5. Đúng chưa? Hay còn được gọi là gì? Etin acetat. Đáp án đúng đáp án C. Etin acetat. Câu 55. Este này có tên gọi là gì? Este này thì anh này có tên gọi là gì? Vinin này. Acetat, đúng không? Đáp án đúng đáp án C. Câu 56. Kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường? Thế nó là các cái thằng kim loại kiềm, đúng không? Kiềm thì mới tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường. Vậy thì bỏ bạc, bỏ đồng là không tác dụng, sắt cũng không.
Đáp án đúng là đáp án A, kali. Câu 57, phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Tinh bột dễ tan trong nước, tinh bột không dễ tan trong nước, kẹo nào, tinh bột khó tan trong nước. Fructose có phản ứng tráng bạc, chính xác, bởi vì fructose trong môi trường kiềm thì chuyển hóa thành glu, đúng không? Và có phản ứng tráng bạc, chính xác. Cellulose tan trong nước, sveze, chính xác. Dung dịch glucose hòa tan CH2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam, chính xác. Vậy sai ở đây, không đúng ở đây là A, tinh bột dễ tan trong nước. Câu 58, khi cho đồng tác dụng với dung dịch chứa H2O4 loãng và Na, NO3, vai trò NaNO3 là gì? Ta viết phương trình nhá. Đồng cộng với H2SO4 loãng cộng với lại NaNO3 thì nó sẽ tạo thành là Cu, CuSO4 cộng với lại NO cộng với lại H2O và cộng với lại NaCl. Vậy mình có này, nitơ dương 5 biến về nitơ dương 2, 5 về 2 số oxy hóa giảm. Vậy NaNO3 đóng vai trò là chất oxy hóa. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 59, hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H4O2. X tác dụng được với NaOH, C3H4O2 về một pi rồi. Tác dụng được với NaOH, tác dụng với Na2CO3 vậy chắc chắn nó phải là axit. Tác dụng được với Na2CO3 chắc chắn nó phải axit được. Axit làm mất máu dịch nước brom nữa cơ. HCOO không được. HCOO không được. Vậy công thức tác dụng được với NaOH, à, tác dụng lên với cả dung dịch Na2CO3 vậy thì chắc chắn nó phải là axit rồi. Đây. Axit đây, CO đây, COH đây. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Anh này là este nhá. Không này. Anh này mặc dù có mất màu brom nhưng không tác dụng với NaOH, toang này. Được chưa? Được chưa? Vậy ở đây mình có anh này cũng không này, bỏ luôn. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? À sorry, không phải NaCl, cảm ơn nhé, N2S4. Thank you Trung Heku. Heku. Đọc Heku, đọc là Trung Heku. Câu 60, câu cuối cùng của ngày hôm nay. Và bắt đầu từ buổi sau thì thầy sẽ live stream trên YouTube các cháu nhé. Nhớ follow YouTube của thầy, channel Minh Mia Linh. Câu 60. Câu 60, thầy vừa chỉnh lại rồi. N2S4 nhé, Trung nhé. Câu 60, trộn 100ml dung dịch BaOH 2 lần. Mình có số mol BaOH 2 lần của mình bằng 0,1 nhân với 1 bằng 0,1. Với 100ml dung dịch HCl, 1 nhân 0,1 bằng 0,1. Thu được dung dịch Z BaCl2. Nhúng băng giấy quỷ tím vào dung dịch Z thì băng dính có màu gì? Một anh này ăn 2 này, đúng không? Một anh ăn 2 này. Vậy thì ở đây mình có này, HCl hết 0,1 0,05. Suy ra BaH 2 lần còn dư là 0,05. Dư 0,05 vậy thì nó làm băng giấy có màu xanh, quỷ tím. BaH 2 lần dư thì nó có màu xanh. Đáp án đúng đáp án D. Ok, buổi live stream 30 câu tối nay chúng ta tạm dừng tại đây do Facebook quá lag. Bắt đầu từ buổi sau thì thầy sẽ chuyển live stream chữa 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai này lên trên YouTube. Các cháu nhớ follow xem trước channel YouTube Minh Mia Linh của chúng mình nhá. Bye bye, chào tạm biệt các cháu.